Quay rõ chưa? Quay nhìn thấy chưa? Nhà anh ở đâu tên là gì? Hả? Nhà Hà Nội. Nhà Hà Nội. Hà Nội hay Hà Nội? Hả? Bây giờ anh bây giờ bắt lỗi là chính tả Việt Nam. Đúng rồi. Việt Nam mình không có là Hà Nội. Ông mang mẹ điện thoại ra, ông quay đi, quay cùng quầy tôi à? Cấm à? Nó đập mẹ phải mày đi là mới đi quay tao không? Này, mày là phụ bố mày cái. Mẹ mày cứ quay tao. Mày là phụ bố mày cái. Mẹ mày cứ quay tao đi. Đây mày là phụ bố mày cái. Tao xin mày, mày là phụ bố mày cái. Mày mày đừng có quay tao nhá. Này, bịt mẹ mày là phụ bố mày cái, tao xin mày đấy. Mày cứ đừng cứ quay tao mà xem. Đây đây. Bố mày thay mày quay mày. Mày mày nhìn mặt mày chưa? Quay. Hả? Bịt. Này, cụ mày. Không vướng nhá. Địt mẹ mày, mày vừa đập tao xong đây. Mày đứng đây, mày không vừa đập bố mày tao cho mày. Địt mẹ mày. Mẹ hộ bố mày cái. Mày đứng đây. Mẹ mày bố mày đứng đây đây. Anh chờ đây tao có cho mày đứng. Địt mẹ mày đứng quay tao. Mẹ. Mẹ quay tao đi. Mẹ mày gọi mày đập điện thoại đó. Không khó. Mày quay đây đây. Quay cụ mày. Không khó chuyện đấy đâu. Hộ bố mày cái nhá. Địt mẹ mày đập hộ bố mày cái. Mày đập hộ bố mày cái. Ông Công á, mày gọi ông Công ra hộ tao mắt. Luôn mày cứ đứng đây tao đứng đây luôn mẹ mày đứng đấy thôi em ơi mẹ mày treo biển ông Công nên dọa nào á bỏ mẹ mày đi mày không quay bố mày thích quay ở đây đây là đất bịt mẹ nhà nước bố mày là dân bố mày được đứng nào mày cấm bố mày cái gì điện thoại nó bán cho bố mày có chức năng quay phim chụp ảnh bố mày thích là bố mày quay được chưa thôi rồi em ơi thôi nào bịt mẹ mày rồi mày thích mày ném điện thoại của bố mày cái.